Thật sự mình mong là các bạn đừng chú ý tới cái phiên bản này luôn, tại mình thấy nó hơi chán. Khi mà các bạn ngửi cái mùi hương này á, đôi khi các bạn sẽ hơi tụt mood, khá là thất vọng. Nói thật nha, đây là cái phiên bản mà mình mong là nó đừng có xuất hiện luôn. Thật sự mình thấy cái mùi hương này á, nó là một phiên bản khác hoàn toàn với lại những cái phiên bản còn lại của dòng My Wave. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình á, thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ về những chai nước hoa thuộc dòng My Way của Giorgio Armani. Hiện tại thì mình đang có tất cả các phiên bản thuộc dòng My Way của Giorgio Armani ở đây, có tổng cộng là 5 phiên bản lận. Mình đã cố sưu tầm đủ tất cả các phiên bản này, trong đó có cả phiên bản mới nhất vừa mới ra mắt năm 2024 này nữa. Mình muốn sưu tầm đủ tất cả các phiên bản này để trải nghiệm và xem đâu là phiên bản sẽ phù hợp với là các bạn nữ nhất, cũng như đâu là phiên bản mình sẽ thích nhất ở góc nhìn là nam giới. Các thứ tự của các phiên bản này mình sẽ sắp xếp theo thứ tự phiên bản đầu tiên đến phiên bản mới nhất ở hiện tại để các bạn dễ theo dõi. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Đầu tiên mình sẽ nói về phiên bản My Way Eau de Parfum này. Về mùi hương thì khi vừa mới xịt ra mình cảm nhận được một cái cảm giác khá là mát của hương cam chanh và hương hoa cam. Sau đó thì cái mùi hương chủ đạo là hương hoa trắng xuất hiện. Ở đây là hương hoa nhài và hoa huệ. Cái mùi hương hoa trong cái phiên bản Eau de Parfum này nó khá là nhẹ nhàng. Và cái mùi hương này mình cảm nhận được cái sự cân bằng ở trong đó. Nó là sự cân bằng giữa cái sự mát mẻ của hương cam chanh cộng với lại cái nét sáng của hương hoa trắng và một chút ngọt ngọt nhẹ nhẹ của vani nữa. Và cái mùi ngọt nó cũng nhẹ nhàng, nó không có quá gắt hay là quá khó chịu. Ở cái mùi hương này thì khi mà ngửi mình thấy nó giống với là một cái chai nước hoa mình đã ngửi trước đó, đó chính là chai Lentalis Eau de Parfum của Givenchy á. Ở cái chai nước hoa Lentalis đó cũng là một mùi hương có sự kết hợp giữa hoa nhài và hoa huệ nữa. Mình thấy cái dòng Lentalis của Givenchy nó cũng không có phổ biến và được nhiều bạn nữ ở Việt Nam sử dụng. Các bạn có thích cái mùi hương đó hay không và các bạn có muốn mình chia sẻ về cái mùi hương đó hay không thì hãy cho mình biết với nhé. Và nếu đánh giá về cái mùi hương này thì mình thấy mùi hương này là một cái mùi hương nó dễ dùng và đa dụng. Nó không có quá gắt để các bạn có thể sử dụng đi làm vào ban ngày. Và nó cũng có đủ sự quyến rũ và gợi cảm để các bạn sử dụng vào những cái buổi hẹn hò và buổi tối nữa. Hầu hết những cái nhu cầu sử dụng nước hoa cơ bản của các bạn nữ thì cái mùi hương này nó có thể đáp ứng được. Tuy nhiên có một điều mà mình muốn cân nhắc, nếu các bạn sử dụng đi làm cả ngày thì mình thấy cái mùi hương này nó cũng không có bám lâu lắm đâu. Trên da mình thấy nó khoảng từ 6 đến gần 7 tiếng thôi, nó không có lưu quá lâu. Tỏa hương thì cũng khoảng một cánh tay, nó cũng tỏa vừa đủ thôi. Thật sự ở bản thân mình thì mình thấy cái phiên bản này là cái phiên bản mà ổn định nhất trong dòng My Way của Giorgio Armani về mùi hương và cả độ đa dụng nữa. Ở góc nhìn của mình thì mình sẽ chấm cái phiên bản My Way Eau de Parfum này ở mức là 7 trên 10 điểm. Mình mong là các bạn hiểu rằng là cái mùi hương này nó chỉ ở mức trung bình thôi. Mùi hương nó đa dụng và dễ sử dụng, nhưng mà nếu mà nói một cái mùi hương này nó gây ấn tượng và một cái mùi hương gì nó thật sự mới mẻ thì mình không nghĩ là như vậy. Và đó là phiên bản đầu tiên, My Way Eau de Parfum. Chai thứ hai mình sẽ nói về phiên bản My Way Intense ra mắt năm 2021. Ở phiên bản Intense này thì mình vẫn cảm nhận được cái DNA của phiên bản gốc là bản Eau de Parfum. Nó có tên là Intense do nó cái mùi nó đậm hơn. Cái mùi hương nó vẫn là một mùi hương của hoa trắng, mình cảm nhận được cái mùi của hoa huệ. Nhưng mà trong cái chai nước hoa này thì nó không còn cái mùi của hương hoa nhài nữa. Và cái mùi vani ở cái phần base note đó, nó được đẩy lên khá là nhiều. Nó làm cho cái mùi hương này nó dày mùi hơn, đậm hơn một chút và nó cũng ngọt hơn nữa. Mình thấy kéo theo đó là độ lưu hương nó sẽ tốt hơn. Độ lưu hương trên da mình khoảng từ 8 tới 10 tiếng. Còn tỏa hương thì nó cũng tỏa hơn một cánh tay, là nó tỏa cũng khá là mạnh. Và đó là các bạn mà đã ngửi cái phiên bản Eau de Parfum rồi nhưng mà thấy cái mùi hương nó chưa thực sự đậm, nó chưa thực sự dày đối với là các bạn á, thì phiên bản Intense là một cái phiên bản mà được nâng cấp hơn về mùi hương. Tuy nhiên bản thân mình thấy thì về đồ đã dùng thì mình vẫn thích cái phiên bản Eau de Parfum hơn. Phiên bản đó mình thấy nó dễ dùng hơn. Cái phiên bản Intense này do cái mùi hương nó dày hơn, cho nên là những cái dịp mà như bạn sử dụng ban ngày hay là sử dụng vào những ngày nắng nóng quá thì nó cũng khó sử dụng lắm. Thật sự mình mong là các bạn đừng chú ý tới cái phiên bản này luôn, tại mình thấy nó hơi chán. Nếu các bạn đã thích cái mùi hương Eau de Parfum rồi và cảm thấy cái mùi hương nó ok rồi thì mình nghĩ khi mà các bạn ngửi cái mùi hương này đôi khi các bạn sẽ hơi tụt mút, khá là thất vọng. Cá nhân mình thì mình sẽ chấm cái phiên bản My Way Intense này ở mức là 6 trên 10 điểm. Chai nước hoa thứ 3 mình sẽ nói về phiên bản My Way Floral ra mắt năm 2022. Và cái phiên bản Floral này thì mình cảm nhận được cái mùi hương nó sẽ nhẹ nhàng hơn và mát mẻ hơn khá là nhiều. Mùi hương hoa trắng nó sẽ được thêm vào hương hoa cam này, Neroli nữa. Đây thật sự là một cái phiên bản nhẹ nhàng hơn khá là nhiều á.
Và nếu các bạn đã ngửi qua cái phiên bản underperform rồi á, nhưng mà đó là các bạn mà cảm thấy cái phiên bản nó hơi dày, hơi nặng hơn một chút á, thì cái phiên bản này là một cái phiên bản mà nhẹ nhàng hơn. Đôi khi những ngày mà nóng quá thì cái phiên bản underperform các bạn không thích dùng, tại vì nó cũng có nét hơi ngọt. Thì cái phiên bản floral này á, các bạn có thể sử dụng vào những ngày nắng nóng, các bạn có thể sử dụng vào những cái hoạt động ngoài trời như là khi mà các bạn đi tập thể dục thể thao chẳng hạn, thì mình nghĩ nó sẽ thích hợp hơn khá là nhiều. Ở phiên bản floral này á, thì mình thấy nó hơi giống cái chai Dolce & Gabbana Play Blue mà phiên bản Forever. Mình thấy ở Việt Nam thì cái phiên bản Old Intense nó sẽ phổ biến hơn khá là nhiều. Trả lời cái phiên bản floral này á, thì do cái mùi hương nó nhẹ nhàng và mát mẻ hơn, cho nên là độ lưu hương và độ tỏa hương nó cũng kém hơn một chút. Độ lưu hương thì trên da mình thấy khoảng 4 đến gần 5 tiếng thôi. Còn tỏa hương thì cũng khoảng nửa cánh tay, nó cũng không có tỏa quá xa đâu. Ở phiên bản My Way Floral này thì mình sẽ chấm nó ở mức là 6.5 trên 10 điểm. Chơi thứ tư, mình sẽ nói về phiên bản perfume của My Way. Đến với phiên bản perfume này thì thật sự mình không còn cảm nhận được cái DNA của dòng My Way nữa. Nó không còn là một mùi hương hoa trắng nữa, mà thay vào đó là hương hoa tím, đó chính là hương hoa diên vĩ. Thật sự khi mà ngửi cái mùi hương này á, thật sự mình cảm thấy mình hơi bị dội ngược lại, cái mùi nó hơi sắc, hơi khó chịu đối với mình. Nói thật nha, đây là cái phiên bản mà mình mong là nó đừng có xuất hiện luôn. Mình có thể nói đây là cái phiên bản tệ nhất của dòng My Way của Giorgio Armani luôn. Mình không biết là các bạn nữ đã ngửi cái phiên bản perfume này chưa, và nếu các bạn thích á, thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Chứ ở quan điểm của mình thì mình không có thích cái phiên bản perfume này. Hơn nữa thì đây là phiên bản perfume. Đối với là các bạn khi mà đi lựa chọn nước hoa thì có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là phiên bản perfume á, nó sẽ lưu hương và tỏa hương tốt hơn so với lại phiên bản có nồng độ là Eau de Parfum. Tuy nhiên á, nó không thực sự là như vậy. Điển hình là ở cái phiên bản perfume này của My Way, mặc dù là perfume nhưng mà độ lưu hương á, và độ tỏa hương nó cũng ngang phiên bản Eau de Parfum thôi. Độ lưu hương á, thì cũng khoảng từ 7 đến 8 tiếng, còn tỏa hương á, thì cũng khoảng một cánh tay thôi, nó không có tỏa mạnh hơn đâu. Và điều đặc biệt á, là ở cái phiên bản này mùi hương nó cũng khác nữa, nó không có giống với là cái phiên bản Eau de Parfum. Bản thân mình thì mình sẽ chấm cái phiên bản perfume này của My Way ở mức là 5 trên 10 điểm. Đến với chai thứ năm, mình sẽ nói về phiên bản Nectar mới nhất ra mắt năm 2024 của My Way. Ở cái phiên bản mới này thì mình thấy cái DNA của My Way nó vẫn được giữ lại. Mùi hương hoa huệ và mùi hương hoa nhài nó cũng có xuất hiện. Kèm theo đó là mùi hương của trái cây, nó là mùi của trái lê. Thật sự cái mùi hương này nó có nét giống với là cái phiên bản floral, nhưng mà cái sự mát mẻ thay vì nó đến từ hương hoa cam này lily thì ở cái phiên bản nectar này cái cảm giác mát nó đến từ hương trái cây là trái lê. Và giống với là phiên bản floral thì cái phiên bản nectar này nó cũng sẽ phù hợp để các bạn sử dụng vào những cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là mùa hè, khi mà các bạn có hoạt động ngoài trời hoặc là đi tập gym chẳng hạn. Đặc biệt là đối với là các bạn mà thích cái hương trái cây trong nước hoa nữa thì cái phiên bản nectar này nó sẽ phù hợp với là các bạn hơn so với là cái phiên bản floral có hương hoa. Tuy nhiên độ lưu hương ở cái phiên bản nectar này mình thấy nó kém nhất. Khi mà mình trải nghiệm á, thì mình thấy nó lưu khoảng 3-4 tiếng, nó không có lưu quá lâu. Tỏa hương á, thì cũng khoảng nửa cánh tay, nó không có tỏa quá mạnh. Bản thân mình á, thì mình sẽ chấm cái phiên bản My Way Nectar này ở mức là 6 trên 10 điểm. Suy cho cùng á, thì ở tất cả các phiên bản My Way này á, mình ấn tượng và mình thấy ổn định nhất đó chính là phiên bản Eau de Parfum. Về mùi hương, độ lưu hương, độ tỏa hương, mùi hương nó cũng khá là đa dụng nữa. Còn nếu mà các bạn thích cái sự nhẹ nhàng và mát mẻ hơn á, thì phiên bản Floral và phiên bản Nectar các bạn có thể thử qua. Ở phiên bản floral thì cái cảm giác mát nó đến từ hương hoa cam neroli, còn phiên bản nectar thì mùi hương mát mẻ nó sẽ đến từ hương trái cây là trái lê. Ở phiên bản intense thì cái mùi hương nó sẽ dày mùi hơn và đậm mùi hơn so với lại phiên bản Eau de Parfum. Độ lưu hương và độ tỏa hương nó cũng tốt hơn nữa nếu các bạn muốn cải thiện về những cái yếu tố đó khi mà sử dụng nước hoa. Còn ở phiên bản perfume thì thật sự ở cái phiên bản này mình thấy nó kém nhất trong cái dòng này. Thật sự mình thấy cái mùi hương này nó là một phiên bản khác hoàn toàn với lại những cái phiên bản còn lại của dòng My Way. Còn bây giờ là quan điểm cá nhân của mình thấy những cái dòng My Way này thì mình đánh giá nó ở mức trung bình thôi. Cái mùi hương nó không phải là thật sự là một cái mùi hương nó mới mẻ hay là độc đáo. Mình vẫn cảm nhận được cái nét quen thuộc ở những cái dòng nước hoa nữ trước đây của Giorgio Armani, như là chai Acqua di Gio này hay là những cái dòng C của Giorgio Armani á. Bản thân mình thì mình thấy mặc dù cái dòng My Way này là một dòng nước hoa mới của nữ, tuy nhiên thì nó chỉ mới trên danh tiếng thôi, còn mà mùi hương thì mình thấy nó không thật sự gọi là mới. Và đó là một chút
đánh giá dựa trên trải nghiệm của mình thôi, các bạn nên thử qua những cái mùi hương của MyWay để xem là các bạn có thích cái phiên bản nào của dòng MyWay hay không nhé. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ đến các bạn cái phiên bản MyWay của Giorgio Armani. Các bạn có thích cái phiên bản nào hay không? Các bạn đã thử qua những cái phiên bản đó chưa? Và các bạn không thích cái phiên bản nào thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu các bạn xem video này hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không muốn bỏ lỡ ở đâu.